tập 128 đến tập 135, mọi người tự giác like share các kiểu, nếu được hãy giúp em một đăng ký để kênh sớm đạt nút bạc nhé. Tiếp phần trước, Diệp Trường Thanh còn ngỗ hứng đối tiếp, ốc đầu tạo kết ly ly thực, chi diện dần phù diễm diễm hoa, thái tử điện hạ người thấy đối hai câu này thế nào. Yến cảnh hồng ngâm nga hai câu vừa nãy, mái nhà cây kết trái nặng chịu, mặt hồ cỏ tần nổi cùng hoa. Đọc xong hắn thốt lên, tuyệt thơ, đây đúng là tuyệt thơ. Đã chọn được hai câu đối hắn cầm bút lên, vậy bây giờ ta sẽ để thơ. Yến băng tâm thấy thế tiến đến ngỏ ý, Diệp tiên sinh, để ta mải mực diệp trường thanh cũng không từ chối làm phiền yến cô nương rồi yến cảnh hồng sau khi chứng kiến được tài năng của diệp trường thanh hắn như không tin vào tai mình nữa không đúng diệp trường thanh này rõ ràng là giang hồ lừa bịp sao có thể có lời văn hoa mỹ như thế vẫn là về thương thảo với trương thái phó một chút diệp trường thanh còn đang định nói gì quay lại đã thấy yến cảnh hồng rời đi hắn khó hiểu hỏi ca ca cô sao đột nhiên đến rồi lại đột nhiên đi yến băng tâm cũng không hiểu đáp lại ta cũng không biết sau khi rời khỏi biệt uyển yến cảnh hồng trên xe về vẫn còn suy nghĩ tuy không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói thơ ban nãy tiểu từ đó làm đúng là kiệt tác về đối trong đó tinh diệu bổn thái tự cũng không thể sánh được sức mạnh cảm nhận được từ bức họa trong phòng hắn và bài thơ đó xem ra quả thực không phải là người tầm thường thế nhưng nội tâm yến cảnh hồng vẫn không cho phép hắn thừa nhận không không thể nào nhìn dáng vẻ rách rưới của hắn rõ ràng là giang hồ lừa bịp sao lại có tài hoa nhường ấy hắn quay ra nói với phu xe trước tiên không hồi cung nữa đi đông sơn xe ngựa rất nhanh đã đến đông sơn yến cảnh hồng bước từng bậc thang lên trước bức tượng của diệp trường thanh vừa đi vừa suy nghĩ miếu và tượng vàng phụ hoàng làm cho tên đó đều ở đây có lẽ có thể phát hiện gì đó thế nhưng khi nhìn thấy bức tượng được bao quay bởi khí vận yến cảnh hồng không khỏi cảm thán nơi này quả nhiên có đạo vận giống hệt trong tranh hắn nhớ lại lời thơ của diệp trường thanh hồi nãy rời xa chợ thành nam huyên náo trốn vắng tượng ngôi nhà thôn quê mái nhà cây kết trái nặng trĩu mặt hồ cỏ tần nổi cùng hoa càng đọc yến cảnh hồng càng hấp thụ được khí vận trong đó bất giác hắn đã đứng trong tư thế của bức tượng tự lúc nào không hay sau khi ngộ ra được chân ý thông qua tượng yến cảnh hồng không tin vào mắt mình có thể thấy linh căn của ta sắp được kích hoạt thầm nghĩ lẽ nào đúng như phụ hoàng nói diệp trường thanh là một thánh nhân chuyển cảnh đến đông cung lúc này các đại thần đã tập trung tại đây bàn bạc về việc của thái tử một vị đại thần lớn tuổi lên tiếng thái phó đại nhân thái tử điện hạ tự tiện xông đến nơi ở của diệp tiên sinh e rằng không ổn vị khác cũng lên tiếng đúng thế đó là trường thanh thánh nhân được sự tin cậy của thánh thượng điện hạ như thế e rằng sẽ mất lòng vua trương thâm cũng rất đau đầu việc đến nước này cho dù kết quả thế nào dù có cực cả tính mạng cũng phải trung thành với điện hạ đám đại thần giam giáp nghe lời vâng chúng thần mãi mãi trung thành với điện hạ đúng lúc này yến cảnh hồng trở về thấy hắn mấy vị đại thần lo lắng gọi thái tử còn yến cảnh hồng lại rất vui vẻ hỏi muộn thế này các vị đại thần còn chưa nghỉ ngơi sao một vị đại thần thấy điều khác lạ liền hỏi thái tử điện hạ sao người lại có văn vân thánh dồi dào như thế trương thâm cũng nhận ra lẽ nào người nhập đạo rồi sao yến cảnh hồng đáp lại đúng vậy ta cuối cùng cũng thành công bước một bước đó lúc trước cảm thấy trị lý quốc gia cần văn thao võ lược tu đạo gì đó đều là tạp học vô dụng là tầm nhìn ta hạn hẹp, nhưng giờ ta đã hiểu, nho sinh cũng có thể dùng văn nhập đạo, trong tạp học đạo vẫn cũng có chứa đạo lý thiên địa. Nghe mấy lời Yến Cảnh Hồng nói, Trương Thâm nghĩ thầm, chúng thần đang muốn tử chiến, sao điện hạ lại đầu hàng? Hắn cúi người, dám hỏi, sao người lại đột nhiên nghĩ đến những thứ này? Yến Cảnh Hồng đáp lại, may có Diệp Tiên Sinh lấy đức báo oán, không ngại chỉ giáo, ta mới có thể lĩnh ngộ nhường này. Chúng quần thần nghe xong ngạc nhiên, Diệp Tiên Sinh mà người nói, chẳng lẽ chính là Diệp Trường thành đó? Yến Cảnh Hồng thừa nhận, đúng vậy. Ta nghĩ chỉ có Diệp Thánh mới là đại thừa văn đạo thật sự, cho nên những bức tượng vàng trong văn thánh chúng ta cung phụng khi trước, mới đột nhiên bay màu biến thành tượng bùn tượng gỗ. Nghe xong Trương Thâm một bụng đầy tức giận, không phải chứ, chúa hề lại chính là ta. Đột nhiên Yến Cảnh Hồng kéo tay Trương Thâm, "Trương Thái Phó, mau theo ta vào cung diện kiến phụ hoàng." Chuyển cảnh đến hoàng cung, vừa gặp Yến Cảnh Hồng đã cúi người tạ lỗi, "Đêm khuya làm phiền, xin phụ hoàng thứ tội." Như thần hôm nay cuối cùng cũng hiểu được Diệp tiên sinh quả thực là thiên tài thế gian, gắn liền với quốc vận đại yến ta trương thâm bên cạnh tuy không hiểu gì nhưng cũng gật đầu đồng ý thần cũng có ý này yến dương niên nhìn đứa con trai ngỗ ngược trước đây hiểu ra vui mừng rất tốt cảnh hồng à con biết quay đầu là bờ thành công nhập đạo cũng coi là không phụ sự kỳ vọng của trẫm với con yến cảnh hồng nghiêm túc nói phụ hoàng nhi thần đề nghị tạc tượng vàng cho diệt tiên sinh trong thánh hiền điện đồng thời tôn là người đứng đầu văn thánh để cổ vũ người đọc sách thế hệ này vươn lên yến dương niên nghe xong hài lòng đồng ý cho phép mong rằng học tử đại yến ta đều có thành tựu trên văn đạo không phụ khổ tâm của tiền mối lời này vừa dứt phía bên biệt uyển diệp trường thanh cũng cảm nhận được lạ thật hình như đột nhiên cảm thấy lưng lại cứng thêm một chút chuyển cảnh đến sáng diệp trường thanh bước ra hôm nay đi dạo phố hoàng đô trước đã thế nhưng chưa bước ra cửa đã bắt gặp yến cảnh hồng đang đến khác hẳn với ngày hôm qua hôm nay yến cảnh hồng vô cùng tôn kính với diệp trường thanh chào buổi sáng diệp tiên sinh diệp trường thanh có chút ngạc nhiên thái tử điện hạ sao mới sáng sớm người đã đến đây yến cảnh hồng tươi cười nói cảnh hồng hôm qua hồi tưởng lại sự chỉ bảo và giúp đỡ của tiên sinh lúc này sớm đã hiểu thấu diệp trường thanh nghe xong trong lòng run sợ nghĩ một đêm gây thủ sao hắn vội vàng mở lời lúc trước lời nói diệp mỗ có nhiều chỗ mạo phạm vẫn mong thái tử điện hạ thông cảm yến cảnh hồng vội đáp lại không may có tiên sinh cảnh hồng mới có hôm nay rồi hắn nắm chặt tay hai hàng nước mắt chảy dài chỉ hận ta không gặp tiên sinh sớm hơn diệp trường thanh nghe mà đầu óc quay mòng mòng tên này đang nói gì thế sao ta không hiểu gì hết cả để tránh nhiều chuyện diệp trường thanh liền lấy cớ chạy trước cái đó hôm nay tại hạ và lệnh muội đã hẹn cùng đi dạo chơi hoàng đô xin cáo tử chuyển cảnh đến trên phố nhìn không khí náo nhiệt của nơi này diệp trường thanh không nhịn được trầm trồ không khổ là hoàng đô có vẻ phương tây hơn tiểu chỉ trấn phía bên ngoài người dân nhìn thấy diệp trường thanh qua cửa sổ cũng bàn tán xôn xao mau nhìn công tử trên xe ngựa đó thật là tuân tú trông thật giống tượng vàng trong miếu trường thanh xe ngựa của diệp trường thanh đang đi thì bị chặn lại không biết công tử có hôn ước chưa có cũng không sao ta có thể làm thiếp phủ nhà ta có thể nhận ở gì diệp trường thanh đỏ mặt đầy bất ngờ các vị tiểu thư tuy rằng tại hạ có vài phần nhan sắc nhưng chuyện nam nữ vẫn cần phải đến từ hai phía nếu mọi người thật sự có ý với diệp mỗ có thể bắt đầu từ làm bạn thầm nghĩ các em gái ở hoàng đô đều nhiệt tình thế sao xem ra là ta có phúc thế nhưng hắn không hề chú ý đến con mắt sắc lạnh của yến băng tâm cô lao lên phía trước nhìn đám người trừng mắt gàn giọng các ngươi vừa nói gì mấy cô nàng kia vừa nhìn đã nhận ra người là cửu công chúa điện hạ yến băng tâm nén tức giận biết ta là ai còn không mau tránh ra nếu không ta bảo phụ hoàng tịch thu nhà các ngươi hết mấy cô nàng kia nghe thế chạy toán loạn vâng tiểu nhân đi diệp trường thanh thấy thế còn gọi với theo đi nhanh thế sao để lại cách liên lạc đã chứ yến băng tâm nhìn bọn họ bằng con mắt coi thường nghĩ son phấn thô tục còn dám đến đeo bám diệp tiên sinh lúc này diệp trường thanh mới quay sang hỏi đúng rồi yến cô nương cô định đưa ta đi chơi ở đâu thế yến băng tâm chỉ vào tòa đình các nguy nga trước mắt chính là đó thanh phong lạc nguyệt các các này tổng cộng có bốn tầng chia thành thư họa kỳ cầm người có cùng sở thích có thể giao lưu ở đấy chủ sự mỗi tầng đều là nhân tài hàng đầu trong lĩnh vực của tầng ấy diệp trường thanh đã hiểu Xem ra ta có thể bàn luận tử tế một phen. Cô nhìn không khí náo nhiệt bên trong, hôm nay nhiều người quá. Lúc này một cô gái xinh đẹp đi ra, đó là chủ sự Thanh Phong Lạc Nguyệt Các, Liễu Như Ý, vừa nhìn thấy Băng Tâm. Cô nàng đã tiến đến, hóa ra là cửu điện hạ đại giá Quang Lâm, không đón từ xa vẫn mong thứ tội. Yến Băng Tâm tiến lên nắm lấy tay, "Liễu tỷ tỷ, Thanh Phong Lạc Nguyệt Các không luận thân phận cao thấp giàu nghèo, chỉ cần kỹ pháp cao thấp, tỷ đừng khách khí nữa." Liễu Như Ý cười nói, "Cửu điện hạ nói đúng, không biết vị bên cạnh người là?" Yến Băng Tâm đang định giới thiệu, vị này chính là. Diệp Trường Thanh đã nhanh đáp lời, tại hạ họ Diệp bình thường rất có hứng thú với thú vui phong nhã, đã nghe danh quý các từ lâu, đặc biệt đến thăm. Yến Băng Tâm trong lòng có chút ngạc nhiên, tứ nghệ của Diệp tiên sinh đều đã ở đỉnh cao, tại sao lại khiêm tốn như thế? Ta hiểu rồi, nhất định là vừa nãy ta nói trong các không luận thân phận, Diệp tiên sinh mới cố ý giấu đi, muốn dùng kỹ pháp kết giao. Liễu Như Ý dẫn đường đi trước vừa đi vừa giới thiệu, hai người đến vừa đúng lúc, Vương tiên sinh lúc nãy đang ở trong các, xin mời. Diệp Trường Thanh quay sang hỏi, vương tiên sinh là ai rất lợi hại sao yến băng tâm đáp lại đúng vậy nàng ta là đại gia thư pháp trẻ tuổi nhất hiện nay nhưng tính tình cổ quái thái tử ca ca từng đưa liên tiếp ba đạo chiếu thư nàng ta cũng không đồng ý gia nhập đông lan học cùng. diệp trường thanh nghe xong có chút hứng thú xem ra hôm nay đến đúng lúc rồi bước vào trong các không khí ồn ào náo nhiệt vang vọng khắp nơi trên bục cao vương mặc vương tiên sinh đang chuẩn bị viết chữ thư thành làm phiền cầm lên giúp ta thư thành nhanh chóng dư cao bức tranh của vương mặc vương tiên sinh làm một bài vô đề thử quân thần vật tàng tú giật cánh thị bất bại như trưởng thành dịch nôm na là khí chất người ung dung bất phàm cũng không thua kém trưởng thành nhìn bức vô để đám người bên dưới suýt xoa không ngớt chữ đẹp chữ đẹp thật ta ra 500 lượng người đằng sau lớn tiếng quát ngươi sỉ nhục ai đó 500 lượng liền muốn mua thư pháp của vương tiên sinh ta ra giá một nghìn lượng người đằng trước không thua kém ta ra giá hai nghìn lượng diệp trường thanh nhìn không khí không khỏi bất ngờ nghĩ thầm hóa ra viết thư pháp ở đế đô được yêu thích như vậy không biết chữ của ta có thể bán được bao nhiêu tiền nhưng không ngờ vị vương tiên sinh này là một nữ tử yến băng tâm nhìn nàng bằng con mắt ngưỡng mộ đúng thế người ta tuổi trẻ nhưng có học thức uyên bác tất nhiên gánh được danh tiên sinh đột nhiên có giọng cười mỉa mai vang lên trình độ này cũng xứng xưng là tiên sinh giới văn nghệ yến quốc cũng chỉ có thế người nói là công tử hạ quốc trần trường an bị chê vương mặc cũng có chút ngạc nhiên cái gì mấy người hâm mộ bên dưới nhanh chóng chĩa mũi nhọn về trần trường an vậy mà lại coi thường vương tiên sinh tên này đến từ đâu cố ý đến kiếm chuyện phải không ngươi có tư cách gì đánh giá chữ của vương tiên sinh Trần Trường An bỏ ngoài tai mấy lời đó đứng lên thở dài, nghe nói thanh phong lạc nguyệt các của Yến quốc hội tụ nhân tài. Ta mới từ Hạ Quốc đến đây, hội tụ nhân tài, ta thấy là củ cải hội họp, không ngờ đều là những tên tài không xứng danh, mua danh cầu lợi. Vương Mặc bị nói tức giận liền phản bác, ngươi, ngươi nói ai mua danh cầu lợi. Lúc này Liễu Như Ý đứng ra hóa giải, hóa ra là Trần Trường An, Trần Công Tử nổi danh, thất kính, thất kính. Cái tên này vừa vang lên người ở đây đã xì sầm to nhỏ, Trần Trường An, vậy mà lại là hắn. Diệp Trường Thanh tò mò hỏi, Yến cô nương, người này là ai thế rất nổi danh sao yến băng tâm đáp lời đúng vậy trần trường an là thư thánh hạ quốc tuổi trẻ thành danh không ngờ hắn lại đến yến quốc trần trường an bên kia vẫn hống hách kiêu ngạo biết ta là ai là được cho các ngươi nhìn xem cái gì mới là thư pháp thực thụ hắn vẫy tay về phía sau trình lên đây lập tức hai tên thuộc hạ của hắn lấy ra một cuốn thư pháp vừa mở ra bốn chữ ưu thế ở ta lập tức khiến cho người trong đây phải trầm trồ đến cả vương mặc cũng phải trầm thán phục lợi hại quá trình độ này quả thực trên ta trần trường an kiêu ngạo nếu yến quốc các ngươi đều là trình độ như vương tiên sinh ta khuyên thanh phong lạc nguyệt các sớm ngày đóng cửa thì hơn bị sỉ nhục mấy người dưới tức đến nổ đom đóm tiểu tử này ngông cuồng như thế thật muốn đánh chết hắn nhưng hắn quả thực có chút trình độ yến băng tâm cũng không nhịn được trước thái độ hống hách của hắn đáng ghét dám coi thường đại yến quốc ta tức chết ta rồi bên kia trần trường a nhìn biểu cảm tức giận đắc ý cười lớn đúng vậy chính là biểu cảm này ta chính là thích bộ dạng nhìn ta không thuận mắt lại không làm gì được ta của các ngươi lúc hắn đang đắc ý nhất diệp trường thanh lên tiếng vị trần công tử này ta thấy chữ của ngươi cũng chẳng ra sao trần trường an tức giận là ai đang nói diệp trường thanh chắp tay thành quyền khẳng khái chính là tại hạ mấy người trong các thấy hắn đều tò mò tiểu tử này là ai thế không quen mới đến thì phải yến băng tâm thấy diệp trường thanh định lên liền nhắc nhở diệp tiên sinh trần trường an là tinh nhuệ của hạ quốc ngài có nắm chắc không diệp trường thanh tự tin đáp yến cô nương yên tâm thầm nghĩ tinh nhuệ lão tử chính là muốn đánh tinh nhuệ trần trường an đi đến trước mặt diệp trường thanh tiểu tử ngươi nói xem chữ của ta có vấn đề chỗ nào Diệp Trường Thanh liền nói, bức thư pháp này bề ngoài trông không tồi, nhưng trong đó căn bản không có chứa chân ý của thư pháp. Nghe thế Trần Trường An cười lớn đầy giễu cợt, "Chân ý, tiểu tử này hồ đồ rồi sao, viết chữ còn có thể viết ra chân ý?" Diệp Trường Thanh cười lạnh, "Ngươi không làm được không có nghĩa người khác không làm được." Trần Trường An không để tâm, hắn đi lên trước nói lớn, "Được, hôm nay các vị ở đây ít nhiều hiểu về bút mực, nếu có người có thể đạt đến cảnh giới ngươi nói, Trần Trường An ta sẽ từ Thanh Phong Lạc Nguyệt các này bỏ ra ngoài, nếu như không ai biết, biển hiệu của Thanh Phong Lạc Nguyệt các này phải tự tháo xuống." Diệp Trường Thanh nhanh chóng chấp thuận, "Được, vậy tại hạ biểu diễn chút." Nói rồi hắn đi đến trước bàn cầm bút chuẩn bị viết, Yến Băng Tâm nhìn theo đầy phấn khích, Diệp tiên sinh sắp viết chữ, mong chờ quá. Trái với cô Vương Mặc nhìn Diệp Trường Thanh đầy lo lắng, ta học tập thư pháp từ bé, cũng chưa từng đạt đến trình độ đặt bút có chân ý. Vị công tử này là giải vây cho ta, nếu huynh ấy thật sự không làm được, sau đó nhất định sẽ bị Trần Trường An sỉ nhục. Trần Trường An còn nhìn Liễu Như Ý khiêu khích, Liễu chủ sự, Thanh Phong Lạc Nguyệt các sắp bị hủy trên tay tên vô tri này rồi. Cô nhìn Diệp Trường Thanh, ánh mắt đầy tin tưởng thế thì chưa chắc ta rất coi trọng vị diệp công tử này bên kia diệp trường thanh đăm chiêu suy nghĩ viết gì được nhỉ một ý nghĩ chợt lóe hắn bừng tỉnh có rồi tiếp theo nhìn ta biểu diễn diệp trường thanh chấm mực vừa đặt bút khí vận tuôn trào mang theo chân ý qua một lúc hắn nhất bút đã xong yến băng tâm sốt sáng mau cho ta xem nào trần trường an vẫn còn mạnh miệng nhìn động tác đặt bút của hắn tạp loạn vứt kham có thể viết được chữ tốt gì vẫn là đừng làm bẩn mắt bổn thiếu thế nhưng khi hai cô nàng nhìn vào một luồng ánh sáng vàng chiếu rọi đây đây là trên giấy năm chữ chỉ vì nàng quá đẹp đã làm vương mặc thốt lên đặt bút sinh hoa đặt bút sinh hoa thực tụ yến băng tâm cũng hâm mộ nói chỉ vì nàng quá đẹp năm chữ ngắn ngủi ta dường như nhìn thấy tư thái hiên ngang của phu quân tương lai vương mặc đồng tình nhìn thêm một cái trái tim ta dường như đang bùng nổ lại gần thêm một chút cả cơ thể như sắp tan chảy nhìn biểu cảm của cả hai trần trường an không tin cái gì các người không phải đang cố ý lừa bịp đó chứ nhìn ta vạch trần các người thế nhưng khi nhìn vào bức thư pháp chính hắn cũng bị ánh sáng chân ý trói mắt đây đây là thứ gì khi hắn hé mắt ra một nàng tiên xinh đẹp đứng trước mặt đó là chân ý của bức thư pháp sao sao có thể vậy mà có thể đạt đến cảnh giới này mọi người ở đây liền tò mòn này cho bọn ta xem với nóng lòng quá mau lên đi liễu như ý liền sai hai tỷ nữ đi đến cầm bức thư pháp của diệp trường thanh lên năm chữ chỉ vì nàng quá đẹp vừa xuất hiện trước mắt tất cả mọi người bên dưới thì đã mắt chữ a mùng chữ o ngưỡng mộ bọn họ vây quanh bức thư pháp hết lời khen ngợi viết thật tốt đúng vậy đúng vậy diệp trường thanh nhìn mà trong lòng cười tích cả mắt Xem phản ứng của họ, bức thư pháp này của mình chắc chắn có thể bán được giá tốt. Liễu Như Ý lấy được thế thượng phong, nhìn Trần Trường An đang nghiến răng nghiến lợi tức giận, bên cạnh đầy khiêu khích hỏi: "Trần công tử, ngươi có phục không?" Trần Trường An tức giận: "Hôm nay coi như các ngươi thắng, chúng ta đi." Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Liễu Như Ý gọi lại: "Đợi một chút." Trần Trường An tức giận quát lên: "Làm gì?" Liễu Như Ý nhàn nhã nhắc lại: "Trần công tử vừa nãy mới nói, nếu như có người có thể đặt bút viết ra chân ý, bản thân sẽ bỏ ra ngoài còn nhớ không?" Đám người xung quanh liền hô hào: "Đúng thế!" đến lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi cảm giác bị đánh vào mặt có thích không trần trường an bị dồn vào thế bí uất ức các ngươi các ngươi hiếp người quá đáng liễu như ý lạnh mặt chơi được chịu được vừa rồi nếu ngươi thắng thì chính là đập biển hiệu thanh phong ta bây giờ cược thua chỉ rời đi như thế có chút biểu hiện thanh phong lạc nguyệt các ta quá không đáng tiền trần trường an nhìn mà run sợ ngươi thật sự bắt ta bỏ từ đây ra ngoài ta có xuất thân từ thế gia đại hạ đó liễu như ý nói tiếp thanh phong lạc nguyệt các trước giờ không luận thân phận cao thấp sang hèn chỉ luận tài nghệ cao thấp nếu ngươi đã đến tự nhiên là công nhận quy tắc này nói rồi cô chỉ ra ngoài cửa mời đám đông cũng thuận thế hò hét trần công tự mau bỏ đi bỏ bỏ trần trường an tức đến nghiến răng nghiến lợi đáng ghét mấy tên thuộc hạ bên dưới còn hỏi thiếu gia chúng ta làm thế nào đây hắn hết cách đành phải chịu bò ra ngoài các ngươi chờ đó cho ta yến băng tâm không khỏi giơ nút like cho liễu như ý liễu tỷ tỷ làm hay lắm diệp trường thanh cũng tán thưởng trong lòng không hổ là quản sự ở đây quả nhiên tài hoa sắc sảo liễu như ý đi đến cuối người đa tại diệp tiên sinh ban nãy ra tay trợ nghĩa hắn khách sáo đáp lại không có gì tư pháp vốn là dùng để tu tâm ta chỉ là không thuận mắt vị trần công từ đó dùng nó làm thủ đoạn dồn ép vương tiên sinh vương mặc được gọi là vương tiên sinh vội từ chối trước mặt ngài tiểu nữ sao dám xưng tiên sinh cô ngưỡng mộ nói tiếp từ nay vẫn sinh diệp tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn diệp trường thanh khiên tốn đáp lại trong ba người ắt có thầy ta điều diệp mẫu cần học cũng có rất nhiều chúng ta cùng nhau tiến bộ vương mặt bị câu này của hắn làm cho sững người trong ba người ắt có thầy ta đây là lời khiêm tốn lại sâu sắc biết bao cô vội cúi người diệp tiên sinh tiểu nữ nguyện theo bên ngài ngày đêm nhận sự chỉ giáo của diệp tiên sinh thế nhưng diệp trường thanh còn chưa kịp nói gì yến băng tâm đã vội ôm cánh tay hắn đáp lại diệp tiên sinh không rãnh cô quay sang nói với liễu như ý tỉ tỉ mau đưa bọn ta đến tầng hai xem liễu như ý cười chỉ tay về phía trước được hai vị mời bên này mọi người nhớ ấn chuông thông báo để xem tiếp bộ này nhớ quét mã trên màn hình ủng hộ em một nghìn đấy nhé trên màn hình là một số video hay ho khác yêu mọi người donate càng yêu